Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì như vậy là nguồn thì chúng tôi trước hay thấy em hay là nguồn sản này, nhưng bây giờ thì nó như thế này, hay cái này thì nhanh, nó thời gian nó kịp với khách, hay nữa là nó cũng không đến nỗi quá đắt, cho nên chúng ta thay cho tiền. Nhưng mà cái này thì như thế này, nó có cái thì nó chạy là được, bởi vì là cái mạng này nó chạy có thể là một điện áp nào đó nhẹ nhàng, phải là cái này cái nó có thể chịu được nhiệt. Như cái này thay thì của khách thì cũng hỏng đi, nó về thay về cứ hỏng lần này sang lần khác. Đây lần thì cháy ở đây, tôi nối cái này, lần này lại chập ở đây và cũng hỏng luôn, hỏng ấy, hỏng cả câu chi, chứng tỏ là nguồn này cũng đã bị chập rồi. Thế tôi cũng thay, trước đó tôi thay một cái khác nó cũng về, nó cũng hỏng, chứng tỏ là cái nguồn này không chịu được. Nói chung có một loại một số đầu thì cùng đầu này cũng giống như thế này, nhưng mà bỏ thay nguồn vào nó chịu, nhưng có những loại nguồn này nó không chịu, cho nên chúng ta phải như thế này. Bây giờ thì sẽ sửa lại những cái nguồn cũ như thế này. Đấy, như tôi sửa cái này thì tôi đã sửa được rồi. Đây đấy, hỏng rồi, thay thay cuộn này và cái này, con điện trở này thì nó được. Nhưng nguồn này là có 5 V nhưng không có 3,3 V, cho nên chúng tôi phải sửa nguồn khác. Thế thế là như thế này, nguồn thì có thể có thay đấy, nhưng mà tôi sẽ sửa. Nói chung là cái nguồn này thì cũng có cái được cái không, cho nên các bạn đấy các bạn cũng thông cảm, có thể tôi chữa không được nên tại vì tôi chữa nguồn lại. Như cái này thì nó nổ câu chi tôi đặt trước này, nổi vung này, các bạn thấy đấy. Tôi kiểm tra hai con này, thay diode, thay diode nén nên nó cũng hỏng, bỏ vào còn chết tiếp, thì chứng tỏ đây con IC nó mới nổ, bị nổ ran ra đây, chứng tỏ nó chết cả IC nè. Bây giờ tôi thì kiểm tra như thế nào, thay IC và kiểm tra những số điện, số đo điện. Có những cái các bạn không ai đâu, nguồn nó những cái nguồn 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 thay này nó thuận tiện nhưng mà nó không chịu được, cho nên chúng ta nên sửa lại những cái nguồn cũ. Nguồn cũ như thế này, tôi tìm có cái nguồn nào có 3,3 V, bởi vì cái mạng này này có những mạng là nó không có 3,3 V, nhưng có nguồn nó phải chạy 3,3 V cho quắc, cho nên chúng ta phải kiểm tra những cái nguồn cũ này, chúng ta phải sai. Đây tôi kiếm được nguồn như thế này, và con này con IC gì, con IC này CR26H6224T, thì tôi tìm một con tương đương cùng CR622T. Thấy con này chưa chết cho nên tôi bỏ vào thử xem như thế nào. Tôi giảm nguồn để kiểm tra. Đấy, những lần cho biết thì chúng tôi thay thấy được. Nhưng tất nhiên thì con IC này thì ngoài thị trường không có, cho nên tôi phải lấy con IC cũ. Có thể là có nhưng mà tôi không quan tâm thôi, bởi vì tôi không không ít khi, nói chung là
Đấy, khi để chữa nguồn, bởi vì thực chất công việc thì nhiều, cho nên chúng tôi chỉ có làm ấy thôi, làm cho nhanh thôi, chứ không hoàn toàn là ấy. Mà bây giờ vừa một là công việc, hai là mình cũng không phải đòi hỏi này, bây giờ làm lại những cũ. Còn đi xe thì nó có cái đầu đuôi đây, nó có cái chỗ hỏng đây, các bạn thấy đấy. Đấy, cái này đầu nó cũng có ký hiệu đây, đầu chúng ta dắt vào đó. Có thể con này ở ngoài cũng rất nhiều nhưng mà tôi không chú ý đến, thì ra tôi không đấy. Chúng ta lấy cái này làm cục chì đấy, hay là dây sợi mỏng ấy, chúng ta ghép đôi lại. Chúng tôi thường làm như thế này bởi vì cục chì không có thì chúng tôi phải đấy, nguồn là đen thui, chúng ta tháo con này ra. Bây giờ có con đây, nó đo thử như thế nào. Bây giờ chiều đo đo đi ốt là như vậy đấy, đấy cũng hỏng thôi. Tốt, con này không biết như thế nào nhưng mà cũng phải thay luôn, bởi vì đi ốt này nó chết thì chắc là nó còn bị kém đi. Ừ, có mấy con này. Đây, nhiều nguồn quá cho nên không biết được bây giờ tháo cái nào. Đây, chúng ta kiểm tra hai con này như thế nào. Chưa lại nhiều ấy, làm nhiều thế đấy các bạn. Tất nhiên là nó có cái này được. Đo và kiểm tra tỉ mỉ lắm. Đấy.
chúng ta thay vào thôi. Tôi bỏ sau này cho cho nhanh nhá. Đấy. Wow. Chưa qua à? Chưa kêu lại được, kêu lên nó mặc quá. Chưa về đi làm, chưa về qua lại, chiều về làm cái gì đâu qua lại. Còn thống nhá, nó còn thống nhá, còn sâu nữa, sâu nắm thà à. Ra cũng trong nắm được dây mới. Đây sống à? Đây nè. Chưa anh đã với người ta hẹn có thằng người ta hẹn với bố chứ. Nè. Như đang bố bông loài rồi. Đây là chuẩn kỳ rồi. Có lẽ như sống không ấy đâu mình đưa cái đấy á. Ừ. Mà thấy mình phải đồ mình có nên đến 8 đô nó như thôi. Sống không hay sống hay lướt từ lướt từ đến nó 4 đô. Chỉ 8 đô có chứ chắc chắn là đồ có thua lùi ra đây. Vì tạm đồ chứ tao có thằng là tao muốn chú để chứ. Rồi đó. Là tạm đồ chứ đồ đâu tiến ta đã không lòi ở đâu. Đó thằng cũng muốn thằng về thôi. Phải cái của tao về. Đấy chúng tôi à, có cái ủng hộ có cái không.
nên chúng tôi phải rồi một thời tôi đo xem như thế nào. Đấy, các bạn thấy đồng hồ chưa? Tôi thử xem có được không, quan trọng có được không. Đây là mát này. Đấy, 24V, 12V. Rồi, vào vô. Đấy. Đây các bạn đấy, quay quay buổi sửa trong từng cái đống này. Loạt như thế này à. Đây. Rất nhiều nguồn bởi vì hỏng người ta thay nên là tôi đã thay được cái này mới con đấy. Còn đã được. Như vậy nguồn hoạt động bình thường. Bây giờ cho gắn kết vào thôi. Đấy. Bởi vì những cái loại IC này thì tôi không sâu tầm cho nên là tôi chỉ có lấy đập từ mảng này qua mảng khác thôi. Tôi thay thử vào cho các bạn xem. Gái mới làm. Cái nguồn đây 3,3V. Đấy, nó có 5V, 33V, 3,3V, 5V đây. Nó lấy ra các bạn xem. Đấy, các bạn lắp cho đúng rồi. Hai mươi bốn vôn vôn.
rồi. Đấy. Nó có mấy đường này. 24V, 12V, mát 5V và 3,3V. Cho thử xem như thế nào. Rồi cái này khỏi nhập. Làm hơi ẩu đi. Thôi các bạn, quý vị thông cảm ạ. Cái gì thế? Không cần. Đấy, thấy được đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy, chúng ta cố gắng bùa ra được thôi, được cái nguồn thôi. Không có gì vất vả, nói chung là khó vất vả, cũng không phải không có gì đâu. Thôi, cảm ơn quý vị đã nghe xem. Nhớ nhấn nút like và subscribe để giúp cho kênh được